Xin chào tất cả các khách hàng đang theo dõi livestream của Nikkei Eyebrow Beauty. Và trước ống kính của mình đây là một siêu phẩm lông mày và môi được thực hiện bởi team Nikkei ạ. Và trước khi mà nói sâu hơn về các dịch vụ, các sản phẩm của Nikkei thì chúng ta sẽ làm quen với cả chị khách hàng ngày hôm nay nhé. Xin chào chị có thể giới thiệu cho em và các bạn đang xem livestream được biết một chút về thông tin của mình. Mình ở đâu và mình tên là gì không ạ? Dạ, em chào chị ạ. Em ở địa chỉ ở Times City ạ. Em có đến dịch vụ Nikkei để làm dịch vụ lông mày cũng như là môi ạ. Thực sự là hôm nay làm rất là hài lòng, thì lông mày rất là tự nhiên và màu môi lên rất là đẹp ạ. Vâng, môi của mình làm được bao nhiêu lâu rồi chị Trang? Môi của em là làm được 1 tháng ạ. Dạ. Em nhờ ống kính để quan sát giúp em và môi của chị Trang một chút có được không ạ? Đây, như mọi người có thể quan sát nhé. Đây là màu môi của chị Trang sau 4 tháng không chị? Dạ vâng. 4 tháng ạ. Màu môi đã ổn định rồi này. Mọi người nhìn màu môi full ý, thì nó rất là trong, chứ nó không bị dày và bết màu như là khi mà chúng ta đánh son nhé. Mà hơn nữa thì chị Trang là làm màu hồng cam đúng không chị? Đây là cái tông màu rất là nhẹ nhàng, cho nên là ngay cả khi để mặt mộc này cũng rất là xinh. Mà ngoài ra thì nếu như các bạn muốn thay đổi màu son khác, muốn đánh màu son đè lên trên mỗi khi video cần trang điểm thì chúng ta vẫn có thể đánh được mà không sợ ảnh hưởng gì đến màu môi của mình hết nhá. Thì chị cho em hỏi thăm là trong quá trình phun môi ý, thì mình có cảm thấy đau rát hay là khó chịu không hả chị? Trong quá trình em làm thì em cảm thấy rất là nhẹ nhàng, không đau rát vì rất là thoải mái. Vâng ạ, thế không biết là cuộc sống hàng ngày của mình có gì thay đổi hơn không, còn tiện lợi hơn không trong cái việc mà sau khi mình phun môi xong hả chị? Dạ, tiện hơn rất là nhiều vì bản thân em thì đang nuôi em bé, thì trong thời gian này thì những lúc việc nhà bận ấy, không thời gian để đánh son ấy, thì nhờ có dịch vụ phun môi này thì em không cần phải đánh son hàng ngày nữa, rất là tiện ạ. Vâng ạ. Thế không biết là trước đây khi mà chị đến xóa lông mày tại Nikkei thì chị đã từng đi làm lông mày ở những nơi nào, chị đã nhiều nơi chưa? Em có làm nhiều nơi rồi và em có 8 bộ, nhưng mà màu lên nó sẽ không được tự nhiên, cũng như là màu mực thì nó sẽ hơi chuyển màu ấy ạ, không được như lúc đầu ấy. Vâng. Thế không biết là cảm nhận khách quan của chị như thế nào khi mà mình sử dụng dịch vụ ở Nikkei so với những lần mà chị sử dụng dịch vụ khác ở những nơi khác ạ? Dịch vụ em sử dụng ở Nikkei thì em thấy lông mày thì làm nên rất không đau, cũng như là khi bong thì màu rất là tự nhiên, nhưng môi thì rất là nhẹ nhàng và màu mực lên rất là ưng ạ. Dạ vâng ạ. Thế trước đây là mình đã phải xóa lông mày tại bên em đúng không ạ? Thế cảm nhận của chị như nào về dịch vụ xóa laser, và trong quá trình sử dụng thì chị có cảm thấy đau hay là có phải kiêng khem vất vả thì không ạ? Trong quá trình làm thì không đau không rát ạ. Còn khi về thì cũng không có cảm giác gì khó chịu đâu. Vâng, bây giờ ông kính lại tiếp tục quan sát vào lông mày giúp em nhá, để chúng ta có thể quan sát được lông mày của chị Trang ạ. Mọi người có thể nhìn thấy ạ, lông mày này của chị Trang chỉ có một chút ở đầu lông mày thôi. Đó, còn hoàn toàn phần đuôi là được điêu khắc bởi Master Hoa Minh Vương ạ. Mà mọi người nhìn chiều lông của những cái sợi lông mày khác, mà những lông mày thật quyện vào nhau rất là mượt và rất là nhẹ nhàng không ạ? Chị cho em hỏi thăm là trong lúc mà mình thực hiện điêu khắc lông mày ấy, thì chị có cảm thấy đau rát không ạ? Dạ, trong lúc thực hiện thì không có cảm giác đau rát em. Vâng ạ, thế không biết là sau khi mà mình đã sử dụng dịch vụ tại Nikkei như này rồi thì mình có cảm thấy hài lòng không, và có sẵn lòng giới thiệu thêm nhiều bạn bè hơn nữa tới để sử dụng dịch vụ không ạ? Em rất là hài lòng và chắc chắn là em sẽ giới thiệu bạn bè đến để sử dụng dịch vụ, quá chi là ưng luôn ạ. Vâng, vừa rồi là những nhận xét của chị về sản phẩm tại Nikkei, thì không biết là chị đánh giá như thế nào về chị Cún này, chị chủ của Nikkei cũng như là đội ngũ nhân viên bên em ạ? Với tay nghề của chị Cún thì em phải nói là rất là chuyên nghiệp, còn đội hình bên mình thì rất là nhiệt tình và chu đáo. Các bạn đến rất là tiếp khách rất là ok ạ. Vâng ạ. Mọi dịch vụ là rất là tốt. Vâng, thế không biết là qua livestream này chị có điều gì muốn nhắn nhủ tới các bạn mà cũng đang có ý định đi sửa lại lông mày hay là đi làm môi giống như mình không ạ? Dạ, đối với lông mày hay là với bất kỳ một cái gì trên khuôn mặt, khi các bạn muốn làm thì tìm hiểu thật là kỹ những nơi mà những chuyên gia về tay nghề cao, cũng như là các dịch vụ đều phải là máy móc phải là tốt nhất để khi làm lên khuôn mặt mình phải là ưng nhất, thì bỏ đồng tiền ra mà sử dụng những dịch vụ không tốt thì coi như là hỏng hết hoàn toàn không mà. Vâng ạ, thế nhân dịp trong livestream này thì em chúc chị Trang sẽ luôn xinh đẹp này, và mong rằng là chị sẽ luôn giới thiệu cũng như ủng hộ thêm nhiều bạn bè hơn nữa tới Nikkei chị nhé. Vâng ạ, cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay của Nikkei, và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo nhé. Xin chào mọi người ạ.